Vâng, âm thanh 797 xin kính chào toàn thể các bác. Thì lại tiếp tục lên sóng cho các bác những cái sản phẩm mới tới từ âm thanh 797 nha các bác nha. Thì ngày hôm nay thì về được mấy con vàng số cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Nói chung là rất là đẹp. Số lượng thì nó có hạn thôi. Đây thì em đã tính đây chỉ tầm 7 con vàng Mixking TK830 các bác nha. Thực sự đây là dòng vàng rất là đẹp luôn. Dù là vàng bãi các bác để ý này. Đấy. Bây giờ quay sơ sơ cho bác nghe xem cái phần ngoại thất của nó là thực sự là rất là đẹp luôn đối với dòng lô vàng này. Đây là thực ra nói là lô thì cũng không phải đâu các bác ạ, vì nó chỉ có tầm 7 con thôi. Và đây là hàng tùy chọn các bác nhá. Đấy. Thì khi các bác nhìn cái giao diện này các bác sẽ thấy một cái điểm là rất là quen thuộc. Đấy, cái giao diện này vì là ánh sáng xanh cho nên là khi các bác nhìn vào cái màn hình này á thì nó sẽ bị hơi nhòe một chút các bác nhá. Đây các bác sẽ nhìn kỹ này. Đấy. Đây các bác xem. Khi các bác nhìn vào cái giao diện này thì các bác nhận ra một điều, dòng này cực thực sự rất là giống những cái dòng vàng X các bác nhá. Và khi mà em đã thử test qua các cái phần chỉnh tay của nó ở ngoài thì thực sự đây chính xác là một dòng vàng mà nó có một cái kết cấu giống dòng vàng X, nhưng nó không phải là dòng vàng X các bác nhá. Và chất âm của dòng này thì đảm bảo sẽ là hay hơn dòng X rất là nhiều. Đấy. Về cái model thì các bác sẽ thấy đây là model là TK830 của Mixking này. Đấy. Thì con này nó sẽ có ăn cái điều khiển này các bác nhá. Nó sẽ có phần cả điều khiển này. Đấy, đây cái phần remote này. Và điều khiển của con này sẽ ăn điều khiển của dòng vàng X. Đấy. Thì về phần mặt trước thì các bác để yên tâm rồi. Cái con vàng số này các bác đảm bảo các bác là cực đẹp luôn. Đẹp tầm 90% trở lên. Đấy, số lượng rất là có hạn các bác, chỉ có 7 con thôi. Về phần mặt trước thì nó sẽ là một cái màn hình dạng analog hiển thị rất là lớn này, remote điều khiển này. Phía trước nó sẽ cho các bác là hai cái cổng mic gồm mic 1 và mic 2. Đây, mic 1 và mic 2 phần phía trước các bác nhá. Con này thì nó sẽ cho các bác tới tận là 4 cái chia API. 4 cái chia API để các bác có thể là điều khiển những cái thông số trên đây. Ví dụ như các bác sẽ thấy đây là cái chia API của mic này, điều khiển thông số mic này, effect vang nhại này, music là nhạc này. Và cái con choi này á, cái con choi này thì đó chính là cái để chúng ta có thể là cài đặt nha các bác nhá. Cài đặt các cái thông số ở đây. Thì nói chung là nó giống như hệt như vàng X luôn và các bác lưu ý với em một điều là trên thị trường những cái dòng vàng số, trừ những cái dòng vàng số đời đầu, ví dụ như những dòng vàng mà dùng chip mà Yamaha chip DRAM là những dòng vàng số dễ chỉnh nhất, ví dụ như MBUK MV880, MBUK MV990 hoặc là dòng vàng VF1 đấy. Thì tiếp theo đó là những cái dòng vàng X, từ X3, X5 cho đến X6, X10 đấy, là những dòng vàng cực kỳ dễ chỉnh luôn, là một con vàng số nhưng mà người ta gọi là vàng số chỉnh cơ. Vì người ta đã đưa rất nhiều các cái phím chức năng ra ngoài màn hình rồi đúng không bác? Ra ngoài cái phần chỉnh cơ cho nó này. Đấy. Thì ngoài cái 4 cái chip API ở đây thì nó sẽ cho các bác là 12 cái phím để các bác có thể là chỉnh gần như là tất cả mọi chế độ. Ở đây là phím up down là lên xuống này, mic này, echo reverb này, music này, gọi chế độ này, lưu này. Cái này là sub và surround này. Đấy, rất là nhiều các bác nhá. Đặc điểm đặc biệt của con này một cái nữa là chính là việc là nó sẽ kết nối cho bác một cái cổng để các bác có thể kết nối cái Bluetooth rời các bác nhá. Đây là các bác có thể kết nối Bluetooth rồi. Đấy, cái này là cổng Wi-Fi này. Và hai cái bên thì nó sẽ hai cái tai như thế này. Thì các bác có lẽ là cái dạng tai bắt tủ á, rất là phù hợp với những cái bác nào đang dùng những cái dạng tủ âm thanh. Tủ âm thanh này chúng ta để dần lượt từng thứ một các bác nhá. Thì với những cái dòng vàng mà có những cái dạng tai bắt tủ này rất là phù hợp luôn. Đấy, và dòng này cực kỳ đẹp luôn các bác luôn. Về đây là phần mặt trước, về phần mặt sau. Phần mặt sau của dòng này thì đây cái này em chưa lọc qua này các bác. Đấy, lọc qua các bác nhìn thấy mới mượt mà đẹp ngay đúng không ạ? Thì con này nó sẽ là dạng nguồn xung các bác nhá. Con này là nguồn xung này. Khi các bác nhìn cái thông số này các bác sẽ để ý này. Đấy, nó sẽ hoạt động ở cái mức điện áp là từ 90 đến 240V. Có nghĩa là mọi mức điện áp mà nó có thể mà chúng ta hay gặp thì nó đều có thể là hoạt động tốt bình thường. Nó không bao giờ có hiện tượng là khi mà điện yếu của những dòng vàng mà nguồn xuyến thì nó bị tắt vàng khởi động lại. Cái này thì không bao giờ có cái hiện tượng các bác nhá. Tất nhiên thì nguồn xung thì nó sẽ có một cái nhược điểm này thì các bác sẽ để lưu ý cho em. Khi mà những dòng vàng số mà sử dụng nguồn xung thì các bác khi mà các bác dùng cái mic dây là một này, hoặc khi nhiều khi các bác chạm tay vào thì cảm giác nó hơi tê tê các bác nhá, chạm nhẹ và nó sẽ tê tê. Đấy, còn cái mic dây thì khi mà chúng ta cầm thì khi mà hát thì nó sẽ tê tê đầu lưỡi. Cái đó thì đơn giản thôi, còn rất là nhiều cách khắc phục cái điều ấy thì nói chung là không ảnh hưởng đến một cái gì cả, đúng không ạ? Phần mặt sau thì nó sẽ cho các bác một cái cổng USB. Cái cổng USB này cổng chính là để cài đặt phần mềm. Ngoài ra sẽ là bốn cái cổng Canon đầu ra. Ta sẽ thấy là cổng center, sub và hai cái cổng left right. Đấy các bác nhá. Con này cho cả các bác là cái cổng ghi âm này này. Cái này này cái là bác nào mà dùng để hát la live stream thì dùng con này rất là phù hợp. In 1, in 2 là hai cổng đầu vào nha các bác nhá. Với hai cổng mic phía sau, mic 3, mic 4 thì con này cho các bác là tới 4 cái cổng mic, có nghĩa là chúng ta dùng thoải mái, không lo thiếu cái cổng mic nào đúng không bác?
hai cổng mic phía trước và hai cổng mic phía sau, hoàn toàn thoải mái luôn. Đấy. À, về cái phần nội thất bên trong là cái phần này phải nhấn mạnh đặc biệt thì con này. Thì khi mà mở cái nội thất của con này ra thì thực sự là rất bất ngờ, vì là cái nội thất của nó gần như là đang mới và rất là đẹp các bác nhá. Linh kiện đều là đa phần các cái tụ là tụ nhôm hết và không có một cái tụ gốm hết. Đấy, nguồn là nguồn xung các bác nhá. Nguồn xung này. Đây là cái bộ, đây là bộ xử lý tín hiệu của mic cũng như là đặng là bộ trong hú. Con này thì nó ngoài một cái chip analog device. Đây. Chip này là dòng tương đương với dòng 21375 các bác nhá. ADSP BF531 này. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác một cái dạng chip analog device, dạng chip bé như thế này nữa. Đấy. Thêm một cái này các bác nhá. Có nghĩa là con này nó sẽ cho các bác là hai cái chip vi, hai cái chip analog device, dạng chip lớn và chip bé để xử lý tín hiệu, và một ta một ngoài ra sẽ có một con giải mã ở đây nữa đây. Các bác này, giải mã, cái con giải mã này dòng tương tự dòng một giải mã của AKM. Đấy, của những cái dòng vang MBook MV900 sử dụng chip DSP giống như cái dòng vang AAP cũng vậy. Đấy, toàn đến dòng vang cao cấp thì nó cần sử dụng những cái con giải mã như này các bác nhé. Đấy, cái này là nguồn xung thì em đã nói trước rồi đúng không các bác. Và chất âm của dòng này thì thực sự là em nói thật với các bác là đảm bảo các bác là hay. Dòng vang X như thế nào thì nó phải hơn cái dòng vang X đối với những cái dòng dòng vang Mixing TK830 như này đúng không các bác. Đấy, thì thực sự là chỉnh nó rất là dễ thôi các bác nhá. Đây, chỉnh tay này, nó các bác chỉnh tay thì chỉnh như vang X như thế nào thì chỉnh tay con này như vậy. Thì rất là nhiều cái phím chức năng thôi. Đấy, ví dụ đây là mic này các bác này. Các bác có thể dùng up down lên xuống. Đấy, dùng con choi này để thay đổi các cái thông số. Thông mic A, mic B này. Đấy, mode nhá. Đấy, up down này. Rất là nhiều cái thông số để các bác này, chỉnh echo này. Đấy, đây là echo này. Cái level của echo thì các bác có thể là cài đặt vào nhá. Đấy, đây, nó rất là nhiều các cái thông số, gần như là các bác có thể là cài đặt gần như mọi thứ trên cái nào cái con vang số này khi mà các bác chỉnh ở tay ở ngoài đúng không ạ? Giống hệt luôn. Cực kỳ nhiều cái clip mà hướng dẫn các bác chỉnh vang X có tới cả ngàn cái video. Đấy, cho nên việc mà các bác lo lắng về khi mà chúng ta cài đặt bằng tay cái con này như thế nào thì chắc chắn là yên tâm, không bao giờ có cái chuyện này đúng không ạ? Đấy. Đây, nói về cái phần cuối cùng của video ngày hôm nay thì với một con vang đẹp như thế này, đẹp tầm trên 90% thế này, linh kiện nội thất mới đẹp tinh tường và chất âm đảm bảo các bác chất âm cực kỳ hay các bác nhé, bao hay cho các bác về cái dòng này luôn, tự tin luôn. Thì giá của nó sẽ là 2.500.000 đồng một con và đã bao gồm phí ship cho các bác luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ cho em các bác nhé.